Greetings, chosen. I've been waiting here for you since the beginning of this universe. You know the world is fading. There's a secret power hidden in your soul. Don't be afraid to use it. There are voices in your head saying that you're a failure. Move it. You're not good. Vãi thiệt anh em, cây vãi nồi thiệt. Má ơi, phải chì hai cái dòng. Má ơi, cây vãi nồi thiệt anh em. Phải chì hai cái dòng nội công này chuyển qua thành băng sát ngoại với lại sức mạnh nữa. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn, thật sự luôn. Giờ Vina Game chán dễ sợ á. Sức mạnh tấn công hết trời, hai cái dòng chí mạng sẽ thường chí mạng đẹp nữa. Quá buồn, quá buồn cho cuộc tình.
Rồi ok, cuối cùng thì chúng ta cũng đã xong rồi anh em. Giờ chúng ta chạy lại ạc team của chúng ta. Ăn cái X10 vô. Ăn cái thiên sơn ngọc lộ cái kiểu 40 mắng. Và như là những lần trước, chúng ta cũng sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ đến, chúng ta sẽ kiểm tra xem đây chúng ta có những cái món gì 6 dòng hay không. Dạ ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhận thử nha. Hai món tức ôn khổng tức linh cam à. Ngon thế nha. Được coi. Được cái ngọc bội mới nè. Sức mạnh tấn công khổng tức linh cam. Hai mọc nổi công. Nó nhìn cam nhìn thấy thèm lắm nhưng mà quá cùi anh em. Nội công bỏ qua kháng hậu lôi xét nội chí mạng. Này cũng ngon ha. Vậy thôi. Ok. Cái này thì để xem như thế nào. Để coi có nên tẩy hay không. Coi có ai mua mình sẽ tẩy. Tẩy thử xem sao. Tiếc cái này ghê á. Nhìn một cam rất là đẹp. Nhưng mà không phải thuộc về chúng ta còn đẹp. Đồ đạc các kiểu quá dởm. Một cái dùng được cái này. Rồi ok. Thì mỗi tầng chúng ta chỉ có là hên xui về cái việc mà đi anh hùng tháp mở đồ thôi. Và để thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông của mình để thời nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. À đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.